Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư, 11 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 5 câu hỏi cho Biden về nền kinh tế. Biden sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ sau khi đánh bại tổng thống Donald Trump đương nhiệm trong một cuộc bầu cử gây chia rẽ gay gắt diễn ra khi đất nước này đang quay cuồng với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và việc kiện tụng vẫn còn tiếp tục kéo dài khi tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp tục kiểm lại phiếu. Tuy nhiên, các kế hoạch của ông Biden trong 4 năm tới có thể sẽ phải đối mặt với thách thức của một chính phủ bị chia rẽ khi Đảng Cộng Hòa tuyên bố chiến thắng quan trọng tại Quốc hội. Đây là hình ảnh ông Biden tuyên bố đắc cử với số phiếu áp đảo, tuy nhiên thực sự chưa có kết quả chung sau cuộc quyết định của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vì Tổng thống Donald Trump đã gửi đơn kiện yêu cầu kiểm tra lại phiếu trên nhiều bang. Đó là một tình huống mà nhiều nhà phân tích cho rằng khiến những kế hoạch tham vọng nhất trong chương trình nghị sự của ông Biden tử vong ngay khi ông nhậm chức. Dưới đây là 5 câu hỏi mà ông đang phải đối mặt với nền kinh tế của Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Ông sẽ cứu nền kinh tế Hoa Kỳ như thế nào là một câu hỏi được đặt ra. Trong nhiều tháng, các kinh tế gia đã thỉnh cầu Washington cấp vốn nhiều hơn cho việc cứu trợ viêm phổi Vũ Hán. Nhưng các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc khi Đảng Cộng Hòa bác bỏ quy mô của kế hoạch chi tiêu do Đảng Dân Chủ đưa ra, bất chấp một số áp lực từ ông Trump buộc đảng của ông phải thỏa hiệp. Đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ có được một thỏa thuận, nhưng nếu thỏa thuận đó không đạt được thì hy vọng của Đảng Dân Chủ bắt đầu chững lại. Và rồi, việc phục hồi đối phó với đại dịch bệnh sẽ bị ảnh hưởng. Ông Biden, người được biết đến là người tương đối ôn hòa, sẽ tìm kiếm thêm bao nhiêu từ ngân sách đây. Trong chiến dịch tranh cử, ông Biden ủng hộ các kế hoạch xóa nợ cho các khoản vay của sinh viên, tăng tiền an sinh xã hội cho những người hưu trí và đưa thêm tiền vào doanh nghiệp nhỏ. Ông cũng đưa ra các đề xuất tham vọng hơn như đầu tư 2.000 tỷ đô la vào các lĩnh vực như năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng. Nhưng Đảng Cộng Hòa có khả năng sẽ kiên định hơn nữa trong việc chống lại các đề xuất chi tiêu từ Nhà Trắng của Đảng Dân Chủ. Và điều này có nghĩa là sẽ hứa hẹn một cuộc chiến tiếp tục cam gò trong thời gian tới. Và ông sẽ phải giải quyết sự bất bình đẳng này như thế nào cũng là một câu hỏi nhiều người đưa ra. Khi sự bất bình đẳng về thu nhập ở Mỹ tăng lên ở mức cao nhất trong 50 năm, những người theo chủ nghĩa tự do sẽ ép tăng thuế đối với người giàu, một là đề xuất các cuộc thăm dò cho thấy đã được công chúng ủng hộ rộng rãi. Trong chiến dịch tranh cử, ông Biden đã kêu gọi đảo ngược một số phần của việc cắt giảm thuế năm 2017 do Donald Trump ký, hứa hẹn nâng mức thuế đối với các công ty từ 21 lên 28% cùng những thay đổi khác. Đây là hình ảnh ông Biden và bà Kamala Harris có bài phát biểu tuyên bố chiến thắng ở thành phố thuộc bang Dallas. Ông Biden đã nói, đây là thời điểm để hàn gắn nước Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định cuộc bầu cử còn lâu mới kết thúc. Từ ngày 9 tháng 11, đội ngũ chiến dịch sẽ bắt đầu quá trình khiếu kiện tại tòa án. Các nhóm bên ngoài ước tính kế hoạch của ông có thể huy động hơn 3.000 tỷ đô la trong thập niên tới. Nhưng trong khi đề xuất của ông Biden không sâu rộng như một kế hoạch khác được các thành viên trong đảng của ông ủng hộ, thì bất kỳ nỗ lực tăng lãi suất nào cũng sẽ vấp phải sự chiến đấu gay gắt từ Đảng Cộng Hòa và các nhóm doanh nghiệp, những người cho rằng thuế cao hơn sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế. Với nền kinh tế đang trong tình trạng bấp bênh, liệu ông Biden có còn bận tâm thúc đẩy vấn đề này hay không? Ông có thể thuyết phục được Hoa Kỳ hành động cho biến đổi khí hậu nữa hay không? Nhưng vào mùa xuân này, ông đã trở lại với một đề xuất sâu rộng, được hoạch định với sự giúp đỡ từ một số người từng chỉ trích ông, và đề xuất này được mô tả là tham vọng nhất được đưa ra bởi một ứng viên của Tổng thống Mỹ. Đề xuất này bao gồm đầu tư tới 400 tỷ đô la vào nghiên cứu năng lượng tái tạo, thắt chặt các quy định ô nhiễm ô tô, ngăn chặn các tác nhân gây ô nhiễm trong công ty, xây dựng 500.000 trạm sạc xe chạy điện và loại bỏ ô nhiễm carbon từ các nhà máy điện vào năm 2035. Và Đảng Cộng Hòa cũng cảnh báo kế hoạch này là chôn vùi nền kinh tế Mỹ. Đây là hình ảnh biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến cho các hiện tượng thời tiết ngày càng khốc liệt và khó lường hơn, trong đó Hoa Kỳ là một trong những nước chịu ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, việc ban hành ngay cả một phiên bản có giới hạn hoặc tập trung vào quy định mà ông có thể ban hành với tư cách là Tổng thống sẽ đánh dấu một bước ngoặt rõ rệt so với dưới thời Donald Trump khi Nhà Trắng mở rộng đất công cho việc khoan dầu, cắt giảm các quy định và tẩy chay các nỗ lực toàn cầu như Hiệp ước Khí hậu Paris. Và tiếp theo, vậy ông Biden sẽ ưu tiên những đề xuất nào? Và liệu ông có ngừng các cuộc chiến thương mại của Donald Trump trước đây đã đưa ra hay không?
lập trường mang tính thương mại hiếu chiến của Donald Trump tấn công các đồng minh, chỉ trích các tổ chức quốc tế và áp dụng thuế biên giới đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước trên thế giới, có lẽ là chính sách kinh tế đặc biệt nhất của ông. Có một chút nghi ngờ rằng ông Biden sẽ tìm cách thiết lập lại, tái khẳng định lại vai trò của Mỹ đối với tư cách là một đồng minh và nhà lãnh đạo trên trường thế giới. Nhưng về bản chất thì sẽ khác biệt ở mức như thế nào? Đối với Trung Quốc, ông đã cam kết hành động mạnh tay và ít người mong đợi ông sẽ sớm loại bỏ thuế quan mà ông Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc trong một cuộc chiến thương mại của mình. Cựu Phó Tổng thống cũng đã tán thành ý tưởng về thuế quan trong một số trường hợp, đề ra kế hoạch thu phí đối với các quốc gia không đáp ứng các nghĩa vụ về khí hậu và môi trường. Và giống như Donald Trump, ông hứa sẽ hồi sinh ngành sản xuất của Mỹ với các yêu cầu mua hàng Mỹ. Các yêu cầu này sẽ tiếp tục mạnh hơn đối với các hạng mục chi tiêu của chính phủ Mỹ và điều đó có thể khiến Mỹ xung đột với các quy tắc thương mại quốc tế. Các tổ chức quốc tế và các đồng minh lâu năm đã bị Donald Trump lánh xa như Canada và châu Âu có thể mong đợi ít các cuộc tấn công hơn, nhưng một số căng thẳng có thể sẽ kéo dài. Đây là hình ảnh bà Thủ tướng Đức Angela Merkel chúc mừng ông Biden được bầu làm Tổng thống và bà Kamala Harris được làm Phó Tổng thống tiếp theo của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nguồn thông tin này của chính phủ Đức đưa ra vào hôm 9 tháng 11 năm 2020. Và cụ thể là trong trường hợp của Vương quốc Anh, việc đồng ý một thỏa thuận thương mại có thể trở nên khó khăn hơn chứ không phải ít đi, vì ông Biden đã nói rõ một thỏa thuận như vậy không phải là ưu tiên cao và có thể phụ thuộc vào ý nghĩa của Brexit đối với biên giới Ireland và ông sẽ xé nhỏ các đại gia công nghệ. Các hoạt động của những đại gia công nghệ của Mỹ đang bị giám sát chặt chẽ trên khắp thế giới và tại thị trường nội địa, nơi các chính trị gia cánh tả và cánh hữu đã kêu gọi các quy tắc cứng rắn hơn trong lĩnh vực như cạnh tranh quyền riêng tư của người tiêu dùng. Ông Biden đã ủng hộ việc chia nhỏ các công ty như một biện pháp cuối cùng và chỉ trích Facebook và những công ty khác đã không làm đủ để giám sát thông tin sai lệch và nội dung độc hại khác trên nền tảng của họ. Ông cũng cho biết ông ủng hộ việc hủy luật Hoa Kỳ để bảo vệ các công ty công nghệ khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung được đăng trên nền tảng của mình. Nhưng ông và Phó Tổng thống Kamala Harris, một người nhận được sự ủng hộ rộng rãi của thung lũng Silicon, đã im lặng một cách bất thường về chủ đề này. Ví dụ, họ không nói về lập trường của mình trên trang web của chiến dịch. Và một số thay đổi đang được thảo luận theo yêu cầu Quốc hội phải có hành động. Nhưng Nhà Trắng cũng tự mình nắm giữ quyền lực đáng kể để tiến hành các cuộc điều tra cạnh tranh thực thi quyền riêng tư và các quy định khác, và có thể quyết định xem có nên chống lại các hành động quốc tế như các nỗ lực của Anh và các nơi khác nhằm thu thêm thuế từ các công ty công nghệ này hay không. Vì vậy, với quyền hạn của mình, trong các lĩnh vực khác bị hạn chế bởi sự hiện diện của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội, nhưng vẫn còn áp lực phải đưa ra cơ sở tự do của Đảng Dân Chủ, liệu ông Biden sẽ khuynh đảo được luật lệ mạng công nghệ hay vấn đề này sẽ bị sao nhãng? Đây là câu hỏi. Và virus corona, một chương trình truy vết toàn quốc. Đây là hình ảnh một dòng tweet mới nhất của ông Biden hạ nhiệt không khí chiến thắng bằng câu: từ nay cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2021, tôi vẫn chưa là Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thông điệp đó của tôi đến các bạn là hãy đeo khẩu trang vào. Cách chống dịch virus corona của ông Biden, thách thức nhãn tiền lớn nhất mà Mỹ đang gặp là làm cho tất cả người dân Mỹ được xét nghiệm miễn phí và thuê 100.000 người để xây dựng một chương trình truy vết quốc gia. Ông nói ông muốn mở ít nhất 10 trung tâm xét nghiệm ở mỗi bang và kêu gọi các cơ quan liên bang triển khai nguồn lực để đưa ra các chỉ dẫn toàn quốc cụ thể hơn. Thông qua các chuyên gia liên bang, ông nói tất cả các thống đốc bang nên đưa ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Còn với chính sách đối ngoại thì sao? Là khôi phục uy tín của nước Mỹ và có thể đương đầu với Trung Quốc. Ông Biden biết rằng với tư cách là Tổng thống, ông sẽ tập trung vào các vấn đề quốc gia trước. Tuy thế, không có chỉ dấu cho rằng các giá trị của ông Biden về chính sách đối ngoại đã xoay chuyển từ chủ nghĩa đa phương và tham gia vào thị trường quốc tế, đối nghịch hẳn với chính sách cô lập không ngần ngại của ông Trump. Ông Biden cũng hứa sẽ xây dựng lại các mối quan hệ với đồng minh của Mỹ, nhất là với khối NATO, tổ chức mà Trump nhiều lần đe dọa sẽ giảm tiền đóng góp. Và vị cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng nói Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm về những tập quán thương mại và môi trường không công bằng. Nhưng thay vì đơn phương đánh thế hàng Trung Quốc, ông đề xuất có một liên minh quốc tế với các nền dân chủ khác mà Trung Quốc không thể dám lờ đi, mặc dù ông vẫn mơ hồ về chuyện điều đó thực sự có ý nghĩa gì. Và về y tế cũng sẽ được cải tiến, đó là mở rộng Obamacare.
Đây là hình ảnh chương trình Obamacare do Tổng thống Obama khởi xướng đã bị xếp lại dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Ông Biden nói ông sẽ mở rộng chương trình bảo hiểm y tế công được phê chuẩn khi ông là phó của Tổng thống Barack Obama và thực hiện một kế hoạch nhằm cung cấp bảo hiểm cho 97% người dân nước Mỹ. Nhưng ông không theo đuổi đề xuất bảo hiểm y tế cho toàn dân mà những thành viên thiên tả hơn trong đảng của ông mong muốn. Ông Biden hứa hẹn sẽ cho tất cả người Mỹ có sự lựa chọn được đăng ký một gói bảo hiểm y tế công tương tự như của chương trình bảo hiểm y tế cho người già và giảm tuổi đủ tiêu chuẩn hưởng chương trình này từ 65 xuống 60. Một nhóm không đặc phái ước tính là chương trình y tế của ông Biden đề xuất sẽ tốn khoảng 2,2 ngàn tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Đối với vấn đề nhập cư thì đảo ngược các chính sách của ông Trump. Trong 100 ngày đầu làm Tổng thống, ông Biden hứa hẹn sẽ đảo ngược các chính sách của ông Trump làm chia rẽ cha mẹ với con họ ở biên giới nước Mỹ-Mexico, xóa bỏ giới hạn số đơn xin nhập cư và chấm dứt việc cấm đi lại từ 7 nước Hồi giáo. Ông cũng hứa hẹn sẽ bảo vệ những người được đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn là trẻ em và được phép ở lại Mỹ theo chương trình chính sách thời Obama, cũng như đảm bảo được phép nhận trợ giúp liên bang cho sinh viên. Đối với giáo dục, trường mầm non cho tất cả trẻ em, mở rộng đại học không mất tiền. Trong một động thái nghiêm về tà khuynh, ông ủng hộ một số chính sách giáo dục quan trọng được Đảng Dân Chủ chú trọng như xóa khoản vay sinh viên, mở rộng các trường đại học miễn phí và cho tất cả trẻ em được đi trường mầm non miễn phí. Những chính sách này sẽ được cấp vốn từ các khoản tiền thu từ thuế mà thời ông Trump cắt giảm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 với bản tin 5 câu hỏi cho ông Biden về nền kinh tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.